Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi hội tụ danh tiếng và khát vọng của giáo dục đại học Việt Nam. Được coi là biểu tượng của trí tuệ và giáo dục Việt Nam, với lịch sử hơn 100 năm, tiền thân là Đại học Đông Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học nghiên cứu có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển của quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng trên cơ sở kế thừa tinh hoa và truyền thống học thuật phong phú của Đại học Đông Dương, khởi sinh từ năm 1906 và Đại học Quốc gia Việt Nam năm 1945. Đại học Quốc gia Hà Nội đang có những bước tiến vượt trội, tiếp tục khẳng định được vị thế trong tương quan với các đại học trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ hợp bao gồm 7 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, hoạt động theo nghị định và quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Đại học Quốc gia Hà Nội thì đã được thành lập, tính cho đến nay thì cũng gần 30 năm. Nhưng truyền thống của Đại học Quốc gia đã có từ trên 100 năm nay. Đó là một cái truyền thống nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao gắn với trách nhiệm xã hội và trách nhiệm quốc gia. Tôi tin chắc rằng các bạn trong thời gian học tập ở trường cũng như cái quá trình gắn bó lâu dài với nhà trường sẽ tìm thấy để những cái cơ hội để khẳng định mình, một cái cơ hội để phát triển. Kế thừa và phát huy những tiềm lực nội sinh mạnh mẽ, Đại học Quốc gia Hà Nội từng bước xác lập vị trí số 1 Việt Nam và liên tục gia tăng vị trí trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng danh giá Time Higher Education QS. Nhiều lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được tổ chức xếp hạng QS xếp vào nhóm 801 đến 1.000 đại học hàng đầu thế giới. Đây là kỳ xếp hạng thứ 3 liên tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì thứ hạng này. Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học có số lượng cán bộ khoa học đông đảo với hơn 2.000 cán bộ khoa học trên tổng số hơn 4.000 cán bộ, giảng viên. Tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học cả nước với hơn 1.300 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, hơn 360 phó giáo sư và hơn 70 giáo sư. Sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên các giá trị cốt lõi, chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững. Các giá trị này thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác phát triển. Sứ mệnh đào tạo nhân tài. Đại học Quốc gia Hà Nội đang là lựa chọn hàng đầu của những sinh viên xuất sắc tại Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế nhờ các chương trình đào tạo chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh các ngành học truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục điều chỉnh, bổ sung và mở mới các chương trình đào tạo, đặc biệt là các ngành tiên phong, mũi nhọn có tính liên ngành, liên lĩnh vực. Cơ cấu ngành nghề đào tạo cũng được chuyển dịch theo hướng ứng dụng, gia tăng khả năng thích ứng với thị trường lao động, phù hợp với yêu cầu của cách mạng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội còn được lựa chọn chương trình đào tạo liên kết quốc tế, cũng như có cơ hội trao đổi tín chỉ tại các đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Là cái nồi đào tạo nên thế hệ những người trẻ tuổi giàu khát vọng, hoài bão và sáng tạo tri thức. Nhiều cựu học sinh sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học nắm giữ nhiều vị trí then chốt các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp, nhiều tên tuổi đã ghi danh trên trường quốc tế. Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Ngoài những kiến thức về lý thuyết cơ bản, về những kiến thức thì lại luôn luôn là các thầy cô luôn cho sẽ được đi đôi với cả thực hành. Trường cũng đã đầu tư các hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm tiên tiến cũng rất là nhiều, là cơ hội để mà cho các bạn sinh viên có cơ hội để thực tập khi ra công tác tại các viện nghiên cứu cũng như là tại các cơ quan tổ chức. Các thầy cô không chỉ dạy các kiến thức cho bọn em mà thầy cô còn truyền cho em những cảm hứng, thêm yêu thích môn học. Không chỉ là một môn học học để thi mà còn là học để nghiên cứu, học để cống hiến, để sáng tạo. Em rất vinh dự và tự hào khi được học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội, một môi trường giàu truyền thống của Việt Nam. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận trình độ khu vực, hội nhập quốc tế và tăng tính tự chủ đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn định hướng hoạt động đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học cơ bản, với khoa học ứng dụng, lấy nghiên cứu sáng tạo làm nền tảng cho đào tạo nguồn nhân lực. Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: khoa học tự nhiên và y dược, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành, liên lĩnh vực. Tiềm lực khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng liên tục được đầu tư và phát triển với hệ thống hơn 200 phòng thí nghiệm, gần 100 nhóm nghiên cứu cấp đơn vị và 30 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Với thế mạnh là nghiên cứu khoa học liên ngành, liên lĩnh vực, được khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia tích cực vào công tác tổng kết lý luận, thực tiễn của Đảng, Nhà nước, tập trung nghiên cứu cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học nhằm tư vấn, phản biện chính sách, đánh giá và dự báo kịp thời cục diện chính trị, ngoại giao trong khu vực, phục vụ đắc lực trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc phòng. Nhiều công nghệ lõi và sản phẩm khoa học công nghệ được phát triển thành công theo hướng hoàn chỉnh và chuyển giao để thương mại hóa. Trong nhiều năm, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội theo bảng xếp hạng SIMAGO. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trung bình hơn 600 bài báo khoa học ISI Scopus và nhiều kết quả nghiên cứu công bố tại các hội nghị, hội thảo và tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ khoa học quan trọng tầm quốc gia. Các dự án này đã khẳng định uy tín nghiên cứu học thuật và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Hợp tác phát triển hướng tới tương lai. Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào có một mạng lưới hợp tác rộng khắp trên thế giới với hơn 400 đối tác là các đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức giáo dục uy tín như Tổ chức Đại học Pháp ngữ, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, Hiệp hội các trường đại học khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội cử hàng nghìn lượt cán bộ và sinh viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giao lưu tại nước ngoài, đồng thời thu hút các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu. Hoạt động hợp tác và phát triển tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động trao đổi nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao tri thức, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trên mạng lưới toàn cầu. Là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều hoạt động hợp tác trong nước về các chương trình, dự án nghiên cứu, đào tạo được triển khai hiệu quả thông qua các mô hình hợp tác trường, viện, doanh nghiệp, địa phương, đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, góp phần giải quyết các vấn đề mà địa phương, doanh nghiệp đang phải đối mặt. Quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên đến thăm, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để từ đây, ý chí và tinh thần của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được hiện thực hóa thành những giải pháp mới, những nỗ lực sáng tạo mới. Cùng chung giá trị và lý tưởng cho hoạt động khoa học, nhiều nhà khoa học chính trị gia nổi tiếng thế giới đã đến thăm và đóng góp sức mình vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền khoa học giáo dục Việt Nam. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Cơ hội nhận nhiều học bổng hấp dẫn. Hệ thống các học bổng ngoài ngân sách mà Đại học Quốc gia Hà Nội đang khai thác và quản lý hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn một điểm tựa vững chắc để tiến bước trên con đường học tập và rèn luyện. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các học bổng ngoài ngân sách thường hướng đến hỗ trợ các đối tượng như thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học, sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc dân tộc thiểu số, có kết quả học tập thuộc loại khá trở lên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có kết quả học tập tốt, có nghiên cứu, bài báo khoa học. Năm học 2020-2021 sắp tới, các tân sinh viên sẽ có cơ hội nhận hơn 800 suất học bổng ngoài ngân sách đến từ 17 nguồn khác nhau là các đơn vị đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội như Quỹ Phát triển Châu Á, Quỹ Học bổng Pony Chung, Tập đoàn Lotte, Tập đoàn Toshiba, Tập đoàn Vingroup. Tổng giá trị các học bổng này lên tới hơn 6 tỷ đồng. Thời hạn đăng ký xét tuyển của phần lớn các học bổng ngoài ngân sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020 và từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021. Đại học Quốc gia Hà Nội có mạng lưới 446 trường đại học đối tác trên toàn thế giới, đem đến gần 500 cơ hội đi giao lưu, trao đổi học tập tín chỉ hàng năm cho sinh viên. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã, đang và sẽ luôn đem đến những cơ hội học tập, trải nghiệm tiếp cận với chuẩn quốc tế cho sinh viên. Hàng trăm sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang có những cơ hội học tập trao đổi khắp thế giới tại các trường đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những khoảng thời gian quý giá này sẽ đem đến những mảnh ghép đặc sắc cho quãng thời gian sinh viên của các bạn. Sau một kỳ học ở Zurich Thụy Sĩ, mình có thấy có những lợi ích như sau. Thứ nhất là mình cảm thấy bản thân là đã có thêm những phương pháp học mới trong chuyên ngành. Thứ hai là trình độ ngoại ngữ cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Thứ ba là mình có cơ hội được giao lưu với bạn bè quốc tế, trao đổi văn hóa.
và cuối cùng là mình nghĩ là những kỹ năng mềm của mình cũng được cải thiện và mình cảm thấy tự tin hơn. Mình cảm thấy rất may mắn khi là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi vì đây là một môi trường học tập rất tốt. Mình đã được định hướng và giúp đỡ bởi rất nhiều người thầy cô tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, Đại học Quốc gia Hà Nội có rất nhiều chương trình trao đổi với các nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Vì vậy mà sinh viên cũng có nhiều cơ hội được trao đổi hơn. Và các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hãy tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các chương trình trao đổi. Hãy chuẩn bị cho mình một bảng điểm tốt và trau dồi vốn ngoại ngữ. Chúc các bạn thành công. Cơ hội việc làm. Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng, quan tâm đến vấn đề nâng cao khả năng có việc làm của người học, công tác hỗ trợ phát triển kỹ năng, hướng nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, thiết thực. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội có cơ hội tham gia các ngày hội việc làm, nơi cung cấp hàng trăm cơ hội việc làm hấp dẫn và đa dạng, là cầu nối giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng nhu cầu về cung cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, của thị trường lao động. Tôi rất ấn tượng với sự cộng tác của các sinh viên. Chúng tôi đã ở đây từ vài tháng trước và làm việc với các sinh viên chưa tốt nghiệp. Họ thể hiện bản thân mình một cách đầy ấn tượng và tôi cảm thấy rất hài lòng. Ngoài kỹ năng ngoại ngữ ra thì tôi thấy sinh viên đại học ngoại ngữ có tố chất rất là quan trọng, đó là các bạn trẻ, năng động và nhiệt huyết. Đúng như là cái tiêu chí của Vietjet chúng tôi đưa ra. Chúng tôi thấy là rất hài lòng với những cái gì mà các em sinh viên thể hiện. Thư viện hiện đại, học liệu phong phú. Việc tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm chú trọng. Học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được học tập trong các giảng đường khang trang, hệ thống thư viện hiện đại với nguồn học liệu phong phú, đặc biệt là tài liệu, học liệu số. Là đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Thông tin Thư viện có 4 địa điểm phục vụ bạn đọc đặt tại các đơn vị đào tạo và ký túc xá, cung cấp trên 120.000 đối tượng tài liệu, phục vụ nhu cầu của hơn 52.000 người dùng tin, làm nền tảng để xây dựng mô hình đại học số, đại học thông minh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh việc ứng dụng, triển khai hệ thống tìm kiếm thông minh và phát triển hệ thống dịch vụ thông tin thư viện hiện đại, tiện ích, Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng hệ thống học liệu số cho tất cả các môn học, ngành học của các đơn vị đào tạo và được triển khai trên nền tảng VNU Lexbook gồm Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp các dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà, mượn liên thư viện, hướng dẫn cách tra cứu, tìm tin trên mạng, tìm kiếm các cơ sở dữ liệu và thông tin trực tuyến theo yêu cầu bạn đọc. Công tác học sinh sinh viên. Công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội hướng đến phục vụ dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Các dịch vụ được đổi mới theo hướng thân thiện, tiện ích, đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên. Nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống, học tập được tổ chức đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhu cầu đa dạng của học sinh sinh viên. Công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện. Khoa Y Dược cùng Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội là hai đơn vị kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Với đội ngũ giáo sư, bác sĩ y khoa cùng các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tổng hợp cao cấp trong chẩn đoán và điều trị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của học sinh, sinh viên, cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và người dân nói chung. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang bị cho sinh viên những kiến thức về phòng chống dịch, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và các ca bệnh mới đang được điều trị cách ly, các phương pháp phòng chống dịch, hướng điều trị bệnh theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế. Công tác hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy. Khai thác thế mạnh đa ngành đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế tự chủ đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề ra kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025 nhằm tạo đột phá trong nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế và thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy nhằm nghiên cứu, tiếp cận phổ biến những công nghệ và phương thức giáo dục mới, đồng thời truyền cảm hứng cho giảng viên trong toàn hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu, học hỏi phương pháp giảng dạy ở một số đại học tiên tiến trên thế giới nhằm tăng cường kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển phương pháp giảng dạy dựa trên trải nghiệm cho các giảng viên. Các hoạt động thể chất, thể thao và quốc phòng an ninh. Với vai trò là cơ sở đào tạo môn chung cho toàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh đang từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học của các nước trong khu vực châu Á và trên thế giới, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong rèn luyện thể chất nói chung và những môn thể thao mà từng sinh viên yêu thích, cũng như giáo dục kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, hai đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ để giáo dục tích hợp giữa môn học quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất cùng lúc cho sinh viên để tiết kiệm không gian cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về hai bộ môn này. Ký túc xá sinh viên. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 ký túc xá sinh viên đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh sinh viên. Ngoài việc phân chia thành khu vực nam nữ riêng biệt, các ký túc xá còn có chỗ ở cho học sinh khối trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và một phần dành cho sinh viên quốc tế. Ban quản lý các ký túc xá cũng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có theo hướng hợp lý, hiệu quả, nâng cao chất lượng phòng ở, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, camera an ninh, đảm bảo kết nối thông suốt, thuận tiện, hiệu quả trong công tác phục vụ, hỗ trợ học sinh, sinh viên nội trú. Tình nguyện tri thức, chung tay vì cộng đồng. Với tinh thần chung tay vì cộng đồng, tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát huy vai trò tiên phong của mình trong nhiều hoạt động thanh niên của cả nước. Các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên tổ chức và phát động nhằm hỗ trợ toàn diện về mọi mặt đời sống cho sinh viên. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được trải nghiệm đa dạng các hoạt động cộng đồng, phát triển bản thân, hội đủ đức, trí, thể, mỹ. Với phương châm hoạt động tình nguyện gắn liền với chuyên môn, tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát huy thế mạnh của mình nhằm giúp đỡ một cách thiết thực, hiệu quả nhất đối với địa phương. Hàng năm, đoàn viên sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng nhiều công trình thanh niên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, các phong trào tình nguyện hè, mùa đông ấm được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Mỗi hoạt động tình nguyện là một cơ hội để đoàn viên sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và góp phần xây dựng một cộng đồng tình nguyện, xã hội tình nguyện. Cùng với hoạt động đoàn hội, các câu lạc bộ học thuật ở Đại học Quốc gia Hà Nội đang là môi trường hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh, sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển, mở rộng, hướng tới việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học hiện đại trong khu vực và trên thế giới, Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ xây dựng một thành phố đại học trong tương lai. Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cam kết thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế, đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của quốc gia, khu vực và thế giới.